Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực manh Mỹ các bạn. Đó, tay phục luôn, tay lớn nè các bạn. Sải thích nghiêm chỉnh. Xương cực kỳ cối các bạn. Đó, manh nhủy, manh bơm các bạn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Sải mặt sải lưng nghiêm chỉnh hai cái tay các bạn thấy không? Như hai cái quạt các bạn. Sải lưng nè. Sải mặt đồ nghiêm chỉnh, đòn cực kỳ dài luôn các bạn. À, đòn cực kỳ dài luôn, gu bật đòn dài, tay lớn. Cặp đực manh Mỹ này thì chủ báo giá là 44 triệu các bạn, manh lỡ nha các bạn. Đây xương nè, xương cối các bạn, xương cối nha. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bò lớn con các bạn thấy không, chân móng nè, cùng chân cùng xương được các bạn thấy không, chà bá luôn các bạn. Cùng chân cùng xương được chà bá các bạn. Sái tích đồ là nghiêm chỉnh đó các bạn. Bật gu đòn dài, sái tích nghiêm chỉnh. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đây còn tiếp theo. Cái đầu chà bá, tay phập. Cái tay cực kỳ lớn luôn các bạn. Gu bật, đòn dài. Chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cặp đực manh Mỹ này, cái dàn xương khi bể luôn các bạn, dàn xương chà bá các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Chân kiền khú, xương lớn xương các bạn, đòn dài. Cặp đực manh này sau này các bạn nuôi lớn dữ lắm các bạn. Manh này dòng manh Mỹ, manh bơm các bạn. Nên cái dàn xương cực kỳ lớn luôn các bạn không. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Dòng manh lỡ các bạn. Cặp đực manh này thì chủ báo giá là 44 triệu bạn, 44 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, giấy này các bạn không, chân móng nè hoàn thiện hết, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, quan trọng là sái tích đúng nha các bạn, đòn dài, tay phập tay lớn, hai cái tay các bạn không, y như hai cái quạt các bạn, xương kịch cộm các bạn, tay hai cái quạt các bạn. Cái tay lớn như hai cái quạt các bạn, xương kịch cộm đòn dài, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 44 triệu các bạn, 44 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng sò hết. Nó dàn xương cực kỳ lớn luôn các bạn. Đây. Đòn ngay sau lưng này các bạn, cao 1m23 bò. Đòn ngay sau lưng cao 1m23 bò các bạn. Đòn ngay sau lưng cao 1m23 bò. Đòn sau đít là cao 1m29 bò. Ngay sau lưng là cao 1m23, sau đít là 1m29. Đó, 1m23 ngay sau lưng này các bạn thấy không? Sau đít là 1m29 nè. Kỹ càng cho anh em thấy luôn các bạn, chân móng nè. Hoàn thiện hết các bạn, xương cối. Giấy hai hòn. Chân móng là hoàn thiện, xương kịch cộm, sái tích nghiêm chỉnh, đòn dài. Đó, dòng manh Mỹ manh bơm, tay phập tay lớn, hai cái tay các bạn không? Y như hai cái quạt các bạn, đòn dài. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, bây giờ sẽ đo con này cũng các bạn. Đây, cũng cao 1m23 bò ngay sẽ lưng nè các bạn. Đó, sau đít là cao 1m29, đồng khích. Hai con đực manh Mỹ này đồng khích nhau luôn các bạn. Điều cao 1m23 bò, đo ngay sấy lưng. Và sau đít là 1m29. Giá 44 triệu các bạn, giá 44 triệu. Hai con này đồng khích luôn các bạn, điều tay phập hết, tay lớn. Hai cái tay các bạn thấy không, y như hai cái quạt các bạn. Đòn thì đòn cực kỳ dài, dòng này dòng anh Mỹ anh bơm. Sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó. Chân móng là hoàn thiện. Cái dàn chân dàn xương này các bạn không? Kịch cộm. Dàn chân dàn xương đồ kịch cộm các bạn. Đòn thì dài. Giá 44 triệu các bạn, giá 44 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu vô béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình các bạn. Cái dòng manh Mỹ này rất là dễ nuôi các bạn, rất là chịu nhiệt và rất là mau lớn các bạn. Đó. Tài phục đòn dài hết các bạn thấy không? Giá 44 triệu.
đòn ngay sau lưng là cao 1m23 bò, hai con đồng khích cho luôn các bạn.